bộ sưu tập của tôi, niềm tự hào của tôi, kho báu quý giá của tôi. Có người lại cho mấy đứa này ra khỏi lồng rồi. Động vật không được phép vào chỗ dừng xe của tôi. Đến đây nào cổ gừng. Cậu ấy chỉ muốn đi dạo thôi. Cậu ấy có biết là cậu đang bày xe ra đây đâu. Siêu xe của tớ luôn sẵn sàng đi đua đó. Nhưng mà tớ đánh bóng chúng quá độ nên giờ cũng hơi tiếc khi cho đi đua. Lỡ đụng nhau một cái là xong. Nhưng chúng là xe đua mà, chúng phải được đua chứ. Để tớ làm đường đua an toàn cho cậu nhé. Tuyệt, nhưng đừng cho cổ gừng vào đấy nha. Chuẩn bị nào, ngồi vững nào, đi thôi. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chế tạo một đường đua bìa cứng đích thực cho xe đồ chơi nha. Tụi mình sẽ không làm lãng phí thời gian nữa đâu, bắt đầu lắp ráp món đồ hay ho này thôi. Tôi đã dán hai que kem gỗ với nhau và tạo ra một phần như thế này. Wow, cậu bắt đầu làm nhanh thế, giống như xe đua công thức một vậy. Thì xem nhỉ, với chủ đề hôm nay thì chúng ta phải làm việc với tốc độ cao nhất mà. Thế thì tớ sẽ bắt đầu trang trí xe của tớ ngay đây. Tí tớ quay lại nha. Được rồi Semi, cẩn thận chỗ rẽ đó nha. Còn giờ tớ sẽ dán một chi tiết rất nhỏ nhưng cực quan trọng của món đồ này nha. Chú, tớ phải làm xong cái này nè. Giỏi quá Semi, vừa đúng lúc. Lắp mảnh này vào mảnh bìa cứng này nào. Vào cái khe đặc biệt này nha. Chịu, nó giống như làn bowling vậy á. Chúng mình sắp đi lên rồi chơi được luôn nè. Rõ ràng là tớ là người thắng rồi. Simi, tớ vẫn nhớ lúc cậu trượt chân khi chơi bowling rồi bay về phía cục kia như một vị thần luôn. Nghĩ lại đấy nha. Còn các bạn thì nhớ cẩn thận khi dùng súng bắn keo đấy. Dán thêm mảnh nữa này. Cái này sẽ trở thành cơ chế xuất phát ngay thôi. Trời ơi, đây là lô hàng thứ hai từ bậc thầy bìa cứng. Simi, cậu đúng là người nhanh nhất luôn. Cậu còn làm cạnh nghiêng nữa nè, quá chuẩn luôn. Vì cậu đã làm rất tốt, nên chúng mình có thể dùng chút phép thuật nha. Hả? Ta-da! Giờ thì ghép tất cả các mảnh lại thôi nè. Đường đua của chú mình đang dần dần ra hình ra dáng rồi á. Simi nhìn đi, các cạnh đều được dán vào rồi đấy. Chúng mình bắt đầu làm cơ chế gỗ thôi. Thế thì tớ làm tiếp các phần mới đây. Vâng, vâng. Tiến lên Semi, tụi mình vẫn đang có tiến độ rất tốt khi làm đường đua này đấy. Lắp một cái nẹp vào như thế này. Nó là một bộ phận rất quan trọng của cơ chế này đó. Giờ thì cần tới dây thép nè. Chúng mình sẽ luồn một sợi dây chun qua lỗ này nhờ sợi dây thép này nha. Sợi thép có một cái móc nhỏ ở cuối để móc được dây chun nha. Kéo dây chun qua bên này, cẩn thận đấy. Như thế này. Giờ thì kéo hai đầu sợi dây chung lên mảnh gỗ này nhé các bạn. Nhìn là thấy quá tuyệt rồi Siêu. Làm thủ công đúng là biến cậu thành một chuyên gia máy móc luôn. Siêu, đã làm xong rồi nè, tiếp tục thôi. Tuyệt quá Semi, đúng là tốc độ kỷ lục của cậu đấy nha. Hôm nay tớ luôn bật tốc độ tối đa đó nha Siêu. Tốc độ tối đa thì cũng tuyệt đó, nhưng đừng quên chất lượng nữa nhé Semi. Nhìn này, tớ sẽ cẩn thận cố định bộ phận này vào đây. Chà, đôi khi tớ có thể làm công việc vừa nhanh lại vừa chuẩn nữa đó. Ý cậu là tớ không làm được chuyện đó hả? Siêu, tại hôm nay tớ đang đóng vai tay đua xe mà, hiểu không? À, thế thì tớ thề mình có thể dán mảnh này trong 3 giây, nhìn sang chỗ khác nha. 1, 2, 3, rồi chưa? Đây, xem nè, dán hết rồi nha. Tớ chỉ cần kéo mấy sợi dây chun này thôi. Hay đó, rồi sao nữa? Tớ sẽ cho cậu xem ngay. Thấy chưa, mảnh gỗ này sẽ chặn chỗ xuất phát nha. Rồi nhấn ở đây là whoosh, sợi dây chun sẽ bắn ra. Hay thế. Tớ cũng làm xong hai mảnh bìa này. Hình như chưa có ai xuất phát nhanh như thế này cả nhỏ. Ít nhất thì tớ vẫn là người nhanh nhất. Vậy là cơ chế xuất phát xong rồi đó. Đã đến lúc làm các bộ phận của đường đua rồi đây. Chúng mình sẽ bắt đầu làm vòng xoáy đầu tiên cùng với một số thông tin thú vị từ xem nha. Vào năm 1913, một phi công đã trình diễn lượn vòng lần đầu tiên đó. Gần 100 năm sau thì kiểu lượn vòng này đã được áp dụng vào đua xe. Một tay đua người Trung Quốc đã thực hiện lượn vòng xoáy bằng xe hơi và lập kỷ lục Guinness thế giới. Chỉ có vài người mới làm được trò này thôi nha. Nên là chúng mình sẽ dùng xe đồ chơi để tái hiện lại nha. Jamie, đúng là một câu chuyện thú vị. Nhân tiện thì tớ dán xong vòng xoáy trong lúc cậu nói rồi nè. Cậu nên khen là hiệu suất đứng đầu, đó mới là một lời khen chân thật. Giờ thì nối hai bộ phận này vào đường đua nha.
đường đua này sẽ tuyệt lắm đây. Thật cái là cô gần không dám tiếp cận nó vì sợ á. Sammy, vẫn chưa hết đâu nha, cậu sẽ còn ngạc nhiên hơn cả lúc này nữa đó. Còn giờ thì cậu thấy phần đường đua này sao đây nè? Chưa, gắn nó vào đi, nhanh 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 nhanh. Ok con dễ, ta sẽ làm theo ý cậu đấy. Ta-da, thế là xong. Xong á, còn phần trang trí thì sao? Ups, đúng rồi, Sammy đưa cho tớ nào. Dán những sticker này lên trước này. Đây sẽ là tên của đường đua. Chà, ta thấy đường đua của chúng mình nên có một cái tên mạnh mẽ và xuất sắc hơn á. Tụi mình cũng sẽ dán miếng giấy này vào chỗ xuất phát. Nó sẽ giúp mọi người biết phải làm gì. Thậm chí đến cụ gừng cũng có thể làm được á. Chú, tụi mình có thể chơi cái này mà không có cụ gừng được không? Có thể chơi sau được mà. Đừng hiểu nhầm ý tớ nha, không phải là keyboard đâu. Chúng mình cũng phải thử xem nó có hoạt động không cơ mà. Được rồi, còn đây là bước cuối cùng nè. Hấp. Và hấp. Sticker quá chuẩn luôn Sammy ơi. Vậy chắc là đường đua xong rồi á. Đường đua thì sao rồi, nhưng xe của tớ thì sao đây? Tụi mình phải bảo vệ chúng khỏi cụ gừng. Đừng lo nha, tớ vừa nghĩ ra cái này. Đây là các mảnh đầu tiên. Mấy cái tròn tròn này chả giống hệ thống báo động tí nào. Tớ cắt các vòng tròn từ bìa cứng này, dán hai miếng lại với nhau rồi tiếp tục bọc bìa cứng ở cạnh bên nữa. Vậy là tạo thành các mảnh này đây. Nhưng mà nó không phải là chuông báo động đâu, là một thứ hay ho hơn nhiều đó. Tụi mình sẽ xây một cái két an toàn chứa xe ô tô nhanh thôi. Thậm chí là làm với tốc độ kỷ lục đó nha. Đây chính là phần đế cho cái két an toàn nè. Sammy, cậu bị kẹt rồi hả? Tớ đang bị ấn tượng bởi từ gara két an toàn á. Nó là két an toàn khổng lồ để giữ xe hơi đúng không? Trong trường hợp này thì cũng không bự lắm đâu, vì mấy chiếc xe của chúng mình cũng nhỏ nhỏ thôi mà. Mà các bạn phải nhớ cẩn thận khi dùng các công cụ sắc bén đó nha. Siêu, nó giống như hang rơi của Batman vậy, an ninh tối thượng. Tất nhiên rồi, dù gì đây cũng là hạm đội xe của Samus cơ mà. Cho keo lên mảnh này nha. Cẩn thận đó cả nhà ơi. Rồi dính mảnh nhỏ này lên nó. Giờ thì xoay ngược nó lại. Thế là xong. Hãy lặp lại quá trình này 3 lần nha. Hấp, và hấp, và hấp. Ta-da, xong rồi. Siêu, ta cắt ra mấy mảnh bìa có hai lỗ rồi nè. Tụi mình cần chúng để lén nhìn vào bên trong gara đó hả? Chúng mình cần chúng cho lớp khóa siêu bí mật á. Lắp chúng vào mấy cái lỗ này. Phải chắc chắn rằng các mảnh tròn phải ở vị trí này trong khi lắp ráp món đồ nha. Phải nhớ mấy con số nữa nè. Aha, nhớ số nha. Ok. Cố định chúng bằng keo để tạo ra hệ thống an toàn. Chúng mình sẽ mở cửa như trong phim điệp viên xoay xoay mấy con số đó hả? Chính xác Sammy, tớ đang cầm chúng đây rồi. Còn giờ thì dừng lại. Sao lại dừng? Có chuyện gì hả? Không, không có gì cả. Công nghệ stop motion sẽ giúp chúng mình thôi mà. Nhìn nè mọi người, đây chính là cánh cửa ấy nha. Đừng quên mái nhà nha. Chắc chắn rồi, không có mái nhà thì sẽ chả ra sao cả. Nhìn đi nè, còn bên này có bức tường phải linh hoạt như này á. Mọi người sẽ hiểu tại sao chúng mình lại phải làm thế. Tớ hào hứng quá đi mất thôi, mà tớ cũng làm xong luôn rồi nè. Tiếp theo chúng mình sẽ thực hiện chiếc phép thuật nha. Tớ cũng làm phép được nữa, xem các ngăn đỗ xe tớ làm cho siêu xe đây nè. Tuyệt vời Sammy, lắp ngăn vào gara đi nè. Các ngăn này phải vừa với cái hộp để gắn chặt vào bên trong nha. Mọi thứ đều hoàn hảo, tớ đảm bảo với cậu luôn. Xong, đến lúc cho xe vào gara rồi đấy. Xe của tớ nè, nhớ cẩn thận đấy nha. Tất nhiên Sammy, đừng lo lắng. Kho báu của ta. Mở nó ra thôi nào.
bắt đầu cuộc đua thôi chứ. Tớ muốn xem nó hoạt động như thế nào lắm rồi á. Được rồi, đặt nó vào chỗ xuất phát nào. Và... đi thôi. Siêu tuyệt quá đi, tụi mình phải chơi thử tất cả xe mới được. Chắc chắn rồi Semi. Mọi người hãy làm thử đường đua xe của riêng bạn để chơi với xe ô tô rồi chơi nhá. Và hãy like và nhấn nút quả chuông chỉ trong một giây nha, giống như một tay đua thật sự vậy đó. Cảm ơn mọi người đã xem video này, chúng mình tiếp tục cuộc đua đây. Để chiếc xe vào đây, được rồi, ai muốn chạy đó nào. Nếu các bạn không muốn thì tớ sẽ làm nha. Tớ thấy cũng tới lúc tổ chức một cuộc thi thật rồi đó mọi người. Tạm biệt.